liên quan đến trường hợp hai trẻ nhỏ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tử vong và có tin đồn rằng địa phương này xuất hiện ổ dịch viêm não mô cầu. Tuy nhiên, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết là cả hai trường hợp trẻ nhỏ tử vong đều được xác định là âm tính với viêm não, màng não mô cầu. Theo đó, hai trẻ tử vong là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn điển hình, chứ không phải là do ngộ độc vì ăn cá lóc như những tin đồn trước đó. Mặc dù là thức ăn sạch nhưng trong quá trình bảo quản, chế biến có thể nhiễm vi trùng, virus, nấm mà tạo thành tạp chất. Khi vào đường tiêu hóa, chúng tiếp tục sinh sôi tạo thành bệnh cảnh sốc nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, bà Nguyễn Thị Đẹp mua hai con cá lóc về nướng cho 5 đứa cháu ăn. Sau đó, 4 cháu bị sốt, nôn ói và co giật. Trong đó, một cháu 4 tuổi và một cháu 6 tuổi đã tử vong. Hai cháu còn lại biểu hiện bệnh nhẹ và sức khỏe đã ổn định.